Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của khối không khí lạnh yếu và lệch đông, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái nhiều mây, có sương mù nhẹ về đêm và sáng. Do đó, Bắc Bộ đón thời tiết nắng ráo, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở ngoài khoảng từ 24 đến 26 độ. Tình trạng hanh khô được cải thiện, không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ đêm nay sẽ tăng lên nhẹ từ 16 đến 19 độ ở các tỉnh vùng núi như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 18 đến 21 độ, trời chỉ còn rất nhẹ. Dự báo đến ngày 17 và ngày 21 tháng 11, Bắc Bộ sẽ liên tiếp đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường nữa, khiến cho lúc này Bắc Bộ có mưa rào rải rác và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Riêng từ đêm ngày 21 trở đi, trời chuyển rét mạnh, vùng núi có nơi rét đậm. Lưu xuống thời tiết miền Trung, trong ngày hôm nay vùng tâm mưa vẫn tập trung ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm. Khu vực Thừa Thiên Huế có mưa nhưng với lượng mưa từ 30 đến 50 mm. Còn vùng từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa từ 10 đến 20 mm. Dự báo mưa sẽ còn kéo dài từ nay đến ngày 18 tháng 11 với lượng mưa dự báo như sau: ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên với lượng mưa phổ biến từ 180 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Ở Quảng Trị, Khánh Hòa phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Vì thế mà nguy cơ cao tình trạng lũ quét và sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị vẫn còn xảy ra. Về nhiệt độ, từ Thừa Thiên Huế trở vào cho tới Hà Tĩnh không mưa nên dao động từ 23 đến 25 độ. Khu vực Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi nhiệt độ cũng chỉ từ 22 đến 24 độ. Trong khi đó, vùng từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ dao động từ 25 đến 29 độ. Ở phía Nam, do tác động của rãnh thấp xích đạo nên những cơn mưa rào ở Tây Nguyên cũng kéo dài thêm nhiều ngày nữa. Khu vực Tây Nguyên có mưa dông ở mức rải rác, còn tại Nam Bộ thì mưa nhiều nơi, tập trung chủ yếu về chiều và tối. Cục bộ có nơi có mưa to trên 50 mm. Còn về nhiệt độ, ở khu vực Tây Nguyên trong khoảng từ 25 đến 28 độ, khu vực Nam Bộ dao động ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ. Trên biển, khối không khí lạnh suy yếu, gió trên các vùng biển cũng giảm dần. Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực phía đông của vùng biển Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Nhưng chưa dừng lại ở đó, theo mô hình dự báo sớm của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Hàn Quốc Châu Âu, vào cuối tuần sau, trên khu vực vùng biển Philippines sẽ hình thành một xoáy thuận nhiệt đới. Đến ngày 21 tháng 11, có khả năng di chuyển vào Biển Đông nước ta và có thể đổ bộ vào đất liền. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn nhiều thay đổi. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rác, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ,
có nơi trên 24 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, vùng núi từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Xuống thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 23 đến 26 độ, phía nam từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.